Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm động viên ra quân đầu năm tại dự án khu công viên phần mềm số 2 giai đoạn 1. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Dự án khu công viên phần mềm số 2 khởi động tháng 10 năm 2020 với tổng mức đầu tư 986 tỷ đồng, gồm một khối nhà 20 tầng và hai khối nhà 8 tầng. Đến nay, khối nhà ICT 1 đã cơ bản hoàn thành phần xây lắp và sẽ bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 8 tới. Riêng khối nhà ICT và ICT 2 cũng sẽ cơ bản hoàn thành phần xây lắp vào tháng 3 tới. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý dự án và các đơn vị đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tiến độ dự án theo cam kết. Nhấn mạnh công viên phần mềm số 2 là dự án trọng điểm, động lực, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị liên quan tập trung nhân vật lực hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. Để thành phố thu hút đầu tư phát triển công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn đột phá theo nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Chúng tôi cũng đề nghị Ban Quản lý các dự án công trình dân dụng và công nghiệp với trách nhiệm là chủ đầu tư dự án thì tiếp tục có nhiều cái biện pháp tổ chức thi công linh hoạt, sáng tạo và với tinh thần quyết tâm nỗ lực cao để mà đẩy nhanh cái tiến độ. Khi ra đời thì chắc chắn đây sẽ là một cái nơi để mà chúng ta thu hút đầu tư các cái doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, vừa là nơi để nghiên cứu để ra đời những cái sản phẩm về công nghệ thông tin, vừa là nơi để mà chúng ta làm cái công việc là đào tạo, hướng dẫn và khởi sự doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghệ thông tin và có thể là bố trí cái vườn ươm doanh nghiệp vào trong cái khu vực này. Đồng thời cũng là nơi chúng ta đào tạo cái nguồn nhân lực cho cái ngành công nghiệp công nghệ thông tin rất là quan trọng của chúng ta. Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công đến đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tại công trường và kỳ vọng dự án công viên phần mềm số 2 sẽ về đích đúng tiến độ thành phố giao.